Ngân Hà thân ái chào tất cả các khán giả của Netflix TV. Trong chương trình talk show đặc biệt ngày hôm nay, Ngân Hà cũng muốn giới thiệu với quý vị các thành viên của công ty Custom Home Investment. Như quý vị đã biết là những cái talk show trước đó là các thành viên này cũng đã nói thẳng thật rất là nhiều vấn đề. Nhưng ngày hôm nay thì Ngân Hà không biết là các bạn có nói thẳng nói thật về những vấn đề nào khác nữa không. Thì Ngân Hà xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai bạn tại công ty. Xin mời các em gửi đi chào đến khán giả. Dạ, xin chào khán giả lần nữa, em là Thắng Trương. Dạ, xin chào, dạ, em là Đen Đặng. Dạ, mình thấy vui vui Đen, tại vì sáng sớm vô anh chị Ngân hỏi ủa nay nói gì Thắng. Tức là cái chương trình này nó thật tới mức độ là người dẫn chương trình cũng không biết nói gì luôn. Tức là không có gì chuẩn bị. Thì hôm nay là mình sẽ nói về vấn đề này mà em biết nhiều người cộng đồng Việt Nam của mình rất là quan tâm. Đó là mua nhà mà không có permit là như thế nào, hay là phải có những cái sự chuẩn bị gì. Nhưng mà trước khi mà em nói tới vấn đề đó thì chị cũng muốn kể tụi em nghe câu chuyện vậy. Khi mà hai cái talk show mình á là mình chuẩn bị lên á thì đã có một người gọi điện thoại cho chị. Thì chị đó cũng làm realtor như em, như tụi em. Rồi cái chị đó mới nói như vậy là nghe xong rồi á là rối loạn tiền đình luôn á. Nó nghe nói thẳng nói thật xong là rối loạn tiền đình luôn á. Thì chị ơi, ngày hôm nay không những là rối loạn tiền đình chắc còn tụt đường luôn. tụt đường luôn chỉ còn cái gì nữa là nghĩ nó tụt tất tinh tật luôn. Nhưng mà với cái tiêu đề của mình là nói thẳng nói thật cho nên á là xin lỗi mọi người là cái này phải nói thẳng nói thật hết mức có thể để quý vị hiểu hơn về cái mua bán nhà đất nè, đầu tư cũng như là sửa chữa tại công ty của mình. Rồi bây giờ đó em cứ nói tiếp đi. Rồi ok, thì mình nói vô thẳng vấn đề luôn. Là trên thị trường mình sẽ có những người họ gọi là flipper, tức là họ mua những nhà cũ nát, có thể chủ nhà không còn khả năng phát triển nhà đó nữa, hay là họ qua đời, hay là ly dị, cái chuyện gì đó họ bán rẻ. Thì flipper sẽ mua rẻ và sửa lại. Thì khi sửa lại như vậy thì có hai dạng, là sửa permit đàng hoàng, tức là đăng vẽ bản vẽ đưa lên city xin giấy phép xây dựng các thứ đàng hoàng thì là nó hợp thức hóa trên giấy tờ. Còn dạng thứ hai thì thường thường dân trong nghề họ gọi là cosmetic flip, nôm na như là trang điểm. Tiếng Việt gọi là mông má căn nhà, đó là trang điểm căn nhà thôi. Thế chị có hiểu vấn đề, thí dụ như bây giờ vô nhà cũ quá, đường ống nước hư thì chị phải thay ống nước, điện hư thì phải điện. Trong khi cosmetic thì họ thường không làm cái em gọi là bộ đồ lòng của căn nhà, mà họ chỉ tháo cái tủ ra, gắn tủ mới vô, tháo đèn ra, cái bề ngoài thôi. Mình thấy là nó đúng rồi, đúng rồi. Thì khi mua căn nhà đó cũng chưa hẳn là xấu. Nhưng mà khi mua cosmetic flip thì mình phải nhờ cái người realtor họ coi kỹ cái disclosure ở căn nhà, coi ống nước có phải ống đồng không, có bị kẹt, có bị rỉ sét không, điện có còn xài được không, có chập điện gì hay không. Giờ một cái nữa mà em muốn nhấn mạnh ở đây là nhiều, có thể nhiều anh chị realtor không hiểu về xây dựng hoặc là chưa hiểu vấn đề đó, cho nên chưa giải thích với lại người mua rằng là khi mua cosmetic flip hay là khi mua một căn nhà có garage convert không có giấy phép đó, thì mình có một cái khả năng bị city xuống bắt sửa lại hoặc hợp thức hóa. Nếu như hàng xóm của mình hơi nhiều chuyện chút xíu, họ gọi city họ report, chứ không phải là mình mua là sẽ yên như thế. Còn làm như thế nào, lỡ như mình bị city report rồi làm như thế nào thì mình sẽ nói trong những show tiếp theo. Bây giờ mình dùng lời lại cho anh đang bổ sung thêm vấn đề. Dạ, cosmetic flip, tại vì mình là the builder, mình thường là làm ăn theo kiểu mua nhà cũ đập xuống xây nhà mới. Và cái mới thì mình biết này rất là rành. Các anh chị mà mua mà cái nhà mà sửa đẹp rồi đó, bắt buộc phải hỏi có permit đàng hoàng hay không. Cái vấn đề đây á, là rất rủi ro nếu mà các anh chị không có cái permit. Như Thắng đã nói rồi, cái rủi ro mà bị mình chúng ta không tính được á, thành phố xuống nó bắt là hoàn toàn phải làm lại, phải lấy cái permit. Cái rủi thứ hai á, là lỡ trong cái nhà đó có chuyện gì đằng sau, ống nước hay làm gì đó, họ đụng tới ống điện gì đó hư mình không biết, thì cái đó rồi thứ hai. Mà thường thường những người làm cosmetic flip, có nghĩa là người mua sửa chữa lại bán đó, là thường thường những người ta mướn những thợ, như kỳ rồi đã nói, thợ đụng càng rẻ càng tốt. Bởi vậy người ta cũng khe, tại vì nhà đó không phải là nhà của người ta, người ta sửa lại rồi người ta bán thôi. Bởi vậy người ta sẽ làm miễn sao đẹp, nhìn vô rất là đẹp đẽ, và người ta để sofa rồi cái ghế nhìn rất là đẹp, mà mình mua vô đó thì mình có thể bị lầm. Mà bị làm lúc đó rồi á, cho dù realtor có disclose tất cả, nhưng mà mình cũng không có làm gì được hết. Tại vì người ta disclose đúng mà,
mà tại sửa thôi, trang phí thôi, thì tất cả những người không biết, người dùng những router này 90 mấy % là không hiểu, là thôi tôi sửa bình thường thôi mà tôi đâu cần permit. Không, tất cả những gì đụng tới điện, nước hay là plumbing, framing là bắt buộc phải có permit, cho dù chỉ cần dùng sửa cái mỏ chỗ điện mới thôi, đụng tới đó cũng phải permit, hay là thay mấy cái đèn là cũng cần permit. Nhưng mà nhiều user lại hiểu là tôi chỉ đâu có đụng tới trong tường đâu mà cần permit. Thì cái đó là cái rủi ro rất lớn nếu mà mua nhà mới đẹp mà thấy sửa lại đẹp. Trong cái hai, nếu mà cho đến có chọn một cái nhà mà nhìn cũ cũng bây giờ dọn chỗ khác hay là mất đi, với một nhà mà sửa đẹp, nếu giá nó không chênh lệch lắm, nên lại thích mua cái nhà cũ hơn. Tại vì mình thứ nhất theo ý mình, thứ hai là mình biết mình để làm gì đằng sau. Cho dù mấy bạn có thể không có dùng mua, không có cần dùng thợ chiến hay thợ có người có license đi, nhưng mà ít nhất mình biết là mình làm cái gì đằng sau nhà. Chính xác. Còn mấy cái nhà kia thì mình hoàn toàn thấy rất là rủi ro. Mình cẩn thận nha, mình không mua, nhưng mà cẩn thận đúng cái chuyện đó. Chị có cái câu hỏi này nè, nếu mà những người mà người ta mua nhà mà mình không biết cái chủ trước á, là cái nhà đó là ví dụ như 3 phòng, rồi cái người ta ép thêm một phòng nữa là 4 phòng, rồi như vậy đó, khi mà mình bán nhà lại á, thì như vậy nó có bị khúc mắc gì trong cái khi mà mình ép nhà như vậy, mình ép phòng như vậy không? Chị đang hỏi trên phương diện người bán hay người mua? Nghĩa là thí dụ như chị mua đi, chị mua căn nhà đó mà cái người chủ cũ người ta có ép một cái căn phòng đó rồi mà mình thì không biết, thì khi mà mình mua vậy nó có khúc mắc gì khi mà cái căn nhà đó được ép một phòng mà mình không biết? Ok, rồi để em nói trên phương diện người bán trước, là khi mình ép một cái phòng không có permit thì mình phải disclose. Có nghĩa là trong cái disclosure nó là tôi năm 1993 tôi thêm cái phòng đó như thế bla bla bla, không có permit. Rồi bên listing agent cũng phải bỏ vô cái MLS, cái listing của họ đó, họ phải bỏ vô, họ nói là ok cái nhà này có unpermitted cái phòng gì đó, tức là phải disclose ra. Nếu họ không disclose ra thì người mua có thể sẽ go after chủ nhà tại không có disclose. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái người realtor bên mua đại diện cho chị có thể bị khiển trách cái tội là negligent, có nghĩa là không cẩn thận, tức là cẩu thả nếu như không disclose với chị. Tức là bên seller đã disclose mà ảnh lại không nói là ủa chị ơi cái nhà này có phòng bằng lậu nha, chứ không phải ba. Thì nếu ảnh làm đúng trách nhiệm của cô ảnh á thì là ảnh không có vấn đề gì. Cuối cùng về chị á thì khi chị mua thì chị đã chấp nhận cái rủi ro của cái chuyện đó rồi. Tức là mọi người phải vẫn hiểu cái rủi ro như thế này, là cái nhà của mình không có bị bắt dở ra hay sửa nếu như không có ai tố mình. Hoặc là mình không cho CT vô. Ví dụ giờ em vô em mua căn nhà xe lậu 2 phòng mà em ở hoài luôn, mà thằng sớm em chẳng có ai biết gì trong đó, cũng không ai tố thì không sao. Nhưng mà mình vừa về cái mình làm rầm rộ quá, mình dành bãi đậu xe hay gì đó đi, hàng xóm người ta ghét mình. Rồi người ta hồi đó cũng có cái mối quan hệ ở nhà cũ, người ta biết trong nhà có xe lậu. Mà chủ cũ thì người ta không làm gì, chủ mới người ta ghét quá đi, cái người ta gọi CT. Thì CT xuống thì lúc đó mình mệt. Mình sẽ bị phạt đó. Sẽ mệt. Còn cái chuyện CT xuống thì mình sẽ nói trong một video khác. Dài lắm. Phải đấu với CT là một chuyện luôn khác nữa. Nhưng mà một người nói là mua là xin lấy cái permit. Hỏi listing agent mà bán á phải có permit. Còn nếu không có permit là thì buổi giờ chắc hơi khó đấu giá phần đó. Nhưng mà mình phải biết được là mình vô cái nhà đó là cái rủi ro mình có thể đằng sau ống nước bị leak, bị mất, bị nhiều thứ khác nhau. Chị muốn hỏi vậy nè, nếu mà mình muốn mua một cái căn nhà nào đó thì mình có nghĩa là mình có phải nhờ một cái người nào mà có thể check được toàn bộ những cái đó cho mình hay không? Có, nhưng mà vấn đề đây, cái này mình nói thẳng luôn là home inspector đây không đủ qualify để làm. Bạn thường thường mua nhà ta nói là home inspector report, nhưng ba home report đó là mấy thằng này bò vòng vòng nó coi ngoài thôi, chứ không biết cái trong. Mà lúc mà sơn phết lên rồi á là không còn biết gì nữa, mà không có lỗi của nó. Mà đa số một người home inspector rất là dễ để lấy một cái bằng home inspection để ta làm. Nếu mà không đúng công ty, không đúng người, không phải là người nào cũng vậy, nhưng mà đa số được phần 50-60% là không biết gì hết, tại đen đụng rất nhiều. Đến đọc cái report nó không biết gì hết trơn. Thì nhưng vấn đề đó là nhưng mà thiếu kêu một người thầu xây dựng ra thì không có ra. Tại thầu đâu tự nhiên lại đâu làm được mấy trăm đồng họ không ra đâu. Thì đó là cái nhức đầu của những người thường thường. Bạn phải nhờ người realtor, có thể họ có một quan hệ nào với một cái người anh nào xây dựng đó, thì phải có coi dùm.
chứ khó mà một muốn biết thật sự á, tại anh nhìn có thể mọi người trong nghề nhìn ồ biết cái này là có chừng lậu á, có chừng chết đó, nhìn ta nhìn ta biết liền. Nhìn là mà trong Home Inspector không nói mấy chuyện đó đâu. Đúng rồi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều luôn đã đến đây chia sẻ. Đúng là về cái tiêu đề của mình là nói thẳng với thật. Tuy là nó mít lòng nhưng mà cái đó là mình giúp cho cộng đồng. Yeah. Những người Việt của mình á, nghĩa là nói chung khi mà mua nhà rồi mình rất là nghĩa là mờ, mình không muốn mơ, mình không biết là mình sẽ phải làm cái gì. Mà nếu quý vị muốn mua nhà, nghĩa là để mà mình hiểu rõ được á, nó có những cái vấn đề gì đằng sau, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty. Yeah. Công ty của mình là mình có thể số phone là 408-701-7116. Hoặc là lên là website customhome.us. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều luôn, cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình talk show đặc biệt ngày hôm nay. Và Ngân Hà chắc chắn rằng sẽ còn nhiều talk show nữa sẽ đem đến những cái lợi ích cho quý vị nếu quý vị theo dõi chương trình này. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị đang tìm realtor và property manager có tâm và kinh nghiệm? Quý vị muốn có realtor hiểu biết về xây dựng? Quý vị đau đầu với nỗi khổ muốn xây và sửa nhà? Quý vị từng bị phiền phức hay nghe nói về nhà thầu xây dựng nhận tiền cắt rồi bỏ ngang? Quý vị mong muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực đầu tư bất động sản? Công ty Custom Home Investment có thể giải quyết tất cả những quan tâm vừa nêu của quý vị. Custom Home Investment luôn mang lại sự an tâm và lợi nhuận cao nhất mà khách hàng không phải bận tâm, lo lắng về tiến trình xây dựng, giấy phép hay những điều nhức đầu bởi người thuê. Xin liên lạc Custom Home Investment 408-701-7116, 408-701-7116.